Thể theo yêu cầu của một số anh chị giáo viên, nhất là một số cô giáo, tại vì mấy cô là muốn sử dụng những cái máy rất là nhỏ gọn, nhỏ để đút trong cặp sách cầm đi lại dễ dàng, thì mình mới nhập một ít máy với tính bảng. Dòng này dòng của Nhật, Fujitsu Nhật này. Con này ổ cứng là 128 SSD, rất là nhanh. RAM 4GB, hệ điều hành là 10 Pro, ghi bản quyền luôn. Con máy này thì có tất cả các tính năng như một cái máy chiếu máy tính bình thường, như ví dụ như là cắm HDMI này, và máy chiếu mình đang test thử đây. Rất là đẹp luôn, cắm trực tiếp luôn. USB này, cắm loa này, sạc này, âm thanh tắt mở, mọi thứ nó có chân ở phía sau, rất là tiện lợi. Mình có thể cầm hoặc là mình bỏ chân ở phía sau này để mình sử dụng. Thì con này nó có cái bàn phím ảo, hoặc là chúng ta có thể kết nối với bàn phím ảo ở bàn phím và chuột qua Bluetooth, giống như mình đang sử dụng cái bàn phím Bluetooth đây. Hoặc là chúng ta đánh như này, này nó sẽ hiện ra cái đó, bàn phím ảo rất là dễ sử dụng luôn. Đấy, mình có thể xem clip, xem video hoặc là chiếu PowerPoint dạy học, rất là tiện lợi luôn. Đây chị nhìn này, có đủ hết Zalo tất cả mọi thứ kết nối. Đây là wifi Bluetooth rất là dễ sử dụng luôn, đặc biệt là gọn nhỏ có một ký à. Thông số của máy thì đây, rất là dễ sử dụng nha, nhất là với các cô giáo muốn gọn nhỏ. Cái này thì hoàn toàn là mình bỏ trong cái ba lô mang đi không nặng. Màn hình là 13 inch, 13.3 inch, rất là lớn nha, xem đẹp. Đây mình để cạnh cái máy chiếu này, anh chị nhìn này, đó không nhỏ chút nào luôn, tha hồ xem. Độ phân giải Full HD rất là sáng nét. Ở đây là hình ảnh mình chiếu thử với máy chiếu xuất sắc, rất là dễ sử dụng. Anh chị có nhu cầu vui lòng liên hệ bên mình 0983 23 23 19 thì mình sẽ tư vấn và sẽ giúp cho anh chị một con máy sử dụng rất là đẹp với giá rất là mềm. Cảm ơn.